Em da nhạy cảm dễ bị kích ứng, xài loại nào? Xài loại này có được không chị? À, da nhạy cảm là một cái loại da cực kỳ khó tính, nên là cần được chiều chuộng cái làn da bằng những cái dòng sữa tắm có công thức nhẹ nhàng. Nó đơn giản mà nó chiết xuất từ thiên nhiên để nó chăm sóc cái da của mình á một cách dịu nhẹ nhất ha. Thì cả nhà mình nên chọn cái sữa tắm nhiều hoa nghệ tây này của Laura Sunshine nè. Phải gọi em này là em sữa tắm quốc dân nha, nó phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da khó chịu nhất luôn. Rồi, ha. Vậy là da mỏng manh hay là da yếu đuối, da nào cũng nâng niu được hết nha cả nhà. Đối với anh người yêu siêu cấp dịu nhẹ này thì không làm tổn thương đến da mà còn sử dụng hàng ngày được luôn đó cả nhà. Chính xác luôn. Mà em thơm lắm nha cả nhà. Đó, da nhạy cảm cỡ nào cũng bất chấp luôn. Nhưng này nó đầy đủ ba cơ chế cho mọi người luôn, là cấp ẩm này, dưỡng trắng và trẻ hóa cho làn da của mình. Và thậm chí thêm một cái nữa, khuyến mãi thêm một cái nữa nha, đó là rất là thơm. Đó, cái mùi của nó thơm không chịu được luôn á, nó rất là quyến rũ, ngất ngây và quyến rũ lắm luôn cả nhà ơi. Cho nên là cả nhà mình biết không, khi mà sử dụng em sữa tắm này á thì càng tắm da mình càng khỏe, càng đẹp, tại nó nuôi dưỡng cái làn da của mình trẻ mãi không già luôn.